Bảo xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với một chương trình rất đặc biệt. Đó chính là chương trình đồng hành cùng với chuỗi sự kiện Ken Young Awards 2018. Và đến với chương trình này thì chúng ta sẽ cùng có những buổi gặp gỡ rất là gần gũi, rất là ấm cúng, cũng như là lắng nghe những sự chia sẻ về những thành công trong năm 2018 của những nghệ sĩ mà quý vị và các bạn rất yêu quý. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ nam ca sĩ Trọng Hiếu. Trọng Hiếu xin chào khán giả của Ken Young Awards 2018. Và yêu cảm thấy rất là vui hôm nay được đến đây và được trò chuyện với Quốc Bảo, và có thể mình kể về những cái bí mật của mình nhỉ? Chính xác. Và chủ đề của Ken Young Awards 2018 đó chính là chủ đề sự thay đổi. Okay. Vì vậy thì tất cả quý vị khán giả cũng như là Quốc Bảo đang rất là muốn nóng lòng và muốn lắng nghe những sự thay đổi gần đây nhất, những câu chuyện về âm nhạc của Trọng Hiếu và con đường phát triển sự nghiệp của mình. Cái sự thay đổi lớn chắc chắn là Idol rồi, Việt Nam Idol 2015. Vì là Hiếu về Việt Nam đây thì là thật sự là không nghĩ ra là mình đi thi cuộc thi nào đâu. Mình về Việt Nam đây để mình chơi, mình thăm quê hương. Yeah, thăm gia đình, thăm bà ngoại, ông bà. Thì đùng một phát được làm quán quân Việt Nam Idol. Và quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 là Trọng Hiếu. Xin được chúc mừng Trọng Hiếu trở thành quán quân của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Chính thức là hoạt động tại Việt Nam khoảng 3 đến 4 năm rồi, thì Trọng Hiếu cảm thấy là cái định hướng âm nhạc rồi những cái hoạt động âm nhạc trong thời gian gần đây nó có thay đổi nhiều với Trọng Hiếu Việt Nam Idol khoảng 3 năm trước không? Với Hiếu thì là Hiếu cảm thấy là Hiếu quá thay đổi, và Hiếu luôn luôn thay đổi, và Hiếu cũng muốn thay đổi tại vì là Hiếu rất là thích những cái đặt cho mình những cái thử thách mới. Quốc Bảo và Trọng Hiếu thử liệt kê một vài yếu tố liên quan đến âm nhạc và phong cách âm nhạc của Trọng Hiếu ở từng thứ chi tiết chút xíu thì Trọng Hiếu sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đầu tiên là về cách hát đi, cách hát của Trọng Hiếu. Cách hát chắc chắn rồi, kiểu như là ai cũng khen Hiếu là bảo là hát tốt hơn, hát rõ lời hơn. Vậy thì bây giờ nè, mình thử đi một cái câu mà lúc mà Trọng Hiếu chưa trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, chưa trở thành một Trọng Hiếu nổi tiếng, thì Trọng Hiếu sẽ xử lý câu hát nó như thế nào? Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Giờ đây là lúc, cái chữ lúc nó bị giống như là lúc giống mình nhìn vậy đó ha. Em mình vừa giữa tiếng Anh rồi. Look. Còn bây giờ giọng giọng của Trọng Hiếu bây giờ. À, hồi xưa là Hiếu hát look giống như là look ấy. Đúng rồi. Bây giờ bạn đặt thật sự là look đúng không? Rồi bây giờ Trọng Hiếu của 4 năm sau nè. Trọng Hiếu 2018. Yo. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn ta như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Từng sản phẩm ấy bảo là sản phẩm nào là Hiếu cũng muốn cái sự thay đổi. Tại vì thứ nhất là Hiếu bản thân mình thấy chán. Với cái sản phẩm nào mới Hiếu cần rất nhiều thời gian để Hiếu suy nghĩ là về sự sáng tạo, về MV, về bài hát mình sẽ làm như thế nào, về phong cách biểu diễn của Hiếu. Lần nào mà Hiếu xuất hiện lên sân khấu ấy, Hiếu phải có cái gì khác biệt. Đúng rồi. Phải có cái sự thay đổi. Những ngày đầu tiên Trọng Hiếu lựa chọn những ca khúc pop, còn sau này thì nặng hơn về có thể là R&B, funky, thì Hiếu có thể chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề này, đó là thể loại âm nhạc. Hiếu luôn luôn sẽ làm nhạc pop, nhưng mà càng trở về sau thì Hiếu có nhiều funk hơn. Tại vì là cá tính nhạc của Hiếu, và đến là khi cá tính của Hiếu, kiểu con người của Hiếu như thế, Hiếu rất là thích funk, và Hiếu nghĩ là khi pop thì là ai cũng làm,
Và nhưng mà mình có một cái điểm funk để cho nó có màu sắc riêng của mình. Đúng rồi, và mình cũng làm cho mình khác biệt. Và dạo gần đây thì có một ca khúc mà mọi người cũng rất là yêu quý Trọng Hiếu và thấy được sự thay đổi của Trọng Hiếu, đó chính là ca khúc Cứ Thế Bay. Lần đầu tiên mình hát một cái chủ đề mà nói về bảo vệ môi trường. Hiếu hát về bảo vệ môi trường tại vì là Hiếu cảm thấy Hiếu ở Việt Nam đây, Hiếu được tiếp xúc với nhiều người và Hiếu được học được rất nhiều ấy, thì Hiếu cảm thấy mình có thể là mình nên chú ý về cái môi trường của mình hơn, tại vì là nó có rất nhiều cái đẹp và có rất nhiều cái mà Hiếu rất là trân trọng. Kết hợp được cái thông điệp không kiểu propaganda, không kiểu hô hào ấy. Đúng rồi, không kiểu hô hào là bắt buộc mọi người phải làm cái này, làm cái kia. Làm được một cái thông điệp mà nhưng mà vẫn nhạc pop và vẫn nhạc mà mọi người ai cũng nghe và ai cũng thực sự nghe. Truyền được cảm hứng. Yêu ngay không chần chừ. Cứ vô tư. Và tiếp tục ca khúc đó Cứ Thế Bay, Trọng Hiếu đã thực hiện MV như thế nào? Một cái khó là lần này đó mà mình đội hoa quả trên đầu ấy. Yeah. Và phải nhảy với cái hoa quả trên đầu như thế mình không. Cái mô hình hoa quả trên đầu đó vậy thì có bị nặng không, bao nhiêu kg nhỉ? Không nặng. Nhưng mà kiểu mình không thở và không nhìn thấy được. Nhưng mà mình đi đâu mình không nhìn thấy. Thế là phải cố gắng như này nhưng mà cũng không nhìn thấy được cái gì ấy. Thế là cái đấy là cũng vui. Và cái ý tưởng đó là của ai? Tự nhiên của Hiếu. Của Hiếu luôn. Hiếu tự nhiên xem một cái series mà có cũng cái đầu hoa quả như bạn hát. Ok, mình nó hơi thiếu nhi nhỉ? Nó hơi thiếu nhi và nó dễ gần gũi với mọi người. Có cái gì nó kiểu nó thoải mái và nó đừng có nặng nề quá. Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với Can Do Awards 2018. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta đó chính là nam ca sĩ Trọng Hiếu. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị, xin mời quý vị đến với chuyên mục Ẩm thực bạn yêu. Một trò chơi nhỏ, vui vui, thú vị, những câu hỏi rất nhanh dành cho Trọng Hiếu. Trọng Hiếu chỉ cần nghe và trả lời thật nhanh trong 3 giây. Nếu câu nào không trả lời được có đáp án trong 3 giây thì phải chịu một hình phạt của chương trình. Mỗi khi nhăn mặt thì Hiếu thấy mình giống ai? Ông già. Ba món ở Việt Nam mà Trọng Hiếu thích nhất? Bún đậu mắm tôm. Ba món à? Chanh leo. Ba, hai, một. Và anh ấy trả lời thật nhanh thưa quý vị và các bạn. Bún đậu mắm tôm và chanh leo. Mời Trọng Hiếu thử thức nửa trái chanh dây. Chanh dây này được cái chua lắm nha. Ăn hết nha, không chừa miếng nào nha. Nhưng mà bình thường là uống sinh tố mà đúng không? Có ngày mà mình làm sinh tố và mình làm nước ép mà đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người uống được thì Hiếu ăn được chứ. Bỏ ai lại yêu. Rồi tiếp tục câu tiếp theo nha. Chuẩn bị nè. Bạn thích nhất ai trong showbiz Việt? Đừng. Bạn thích nhất bộ phận nào trên cơ thể của mình? Cái bụng. Tại sao thích Đông Nhi? Giờ quay ngược lại hỏi nè, tại sao thích Đông Nhi? Duyên, dễ thương. Sao nữa? Nói chuyện rất là vui và hợp với Trọng Hiếu. Ok, tại sao thích bụng của mình? Nó đẹp. Không yêu em như bao anh ngoài kia. Nó đẹp. Ba món ăn miền Bắc bạn sợ nhất là gì? Một. Tiết canh. Hai. Chân gà. Ba. Hết nướng. Giờ rồi. Rất chậm, Trọng Hiếu rất chậm thưa quý vị và các bạn. Nhảy vậy nó rất là linh động, rất là nhanh. Nhưng mà trả lời thì chậm trả như vậy là không có được. Hồi nãy trả lời được cái gì rồi? Những món ăn sợ nhất của miền Bắc. Thứ nhất là tiết canh. Tiếp theo là chân gà gì đó. Món đấy mình thích mà. Thích không? Thích tự nhiên tôi đang hỏi là không thích, tự nhiên trả lời thích, cái này là bị liệt. Không có thời gian để nghĩ. Thì đó, bởi vì cái não phải nhanh hơn chút xíu nè. Rồi, do bây giờ cho trả lời từ từ để quý vị biết thêm thông tin. Món tiết canh là sợ rồi, món nào nữa? Dạ, sợ. Mấy cái lòng rồi ngon nhưng mà Hiếu hơi sợ sợ. Yes, rồi. Cái gì mà Hiếu không thích? Thịt chó mà. Thịt chó, đúng rồi. Và ngày hôm nay Trọng Hiếu chia sẻ là Trọng Hiếu không thích ăn thịt chó. Rồi, cái đó là những món ăn mà Trọng Hiếu không thích. Vậy thì Trọng Hiếu thích ăn canh dây không? Hiếu rất thích. Hiếu rất thích. Rất thích. Xin mời Trọng Hiếu đến với miếng thứ ba. Ok, Bảo chọn cho Hiếu đi vì Bảo chọn cũng ngon đấy. Đây, Trọng Hiếu kể ra 3 điểm ấn tượng khi gặp một cô gái. Cái gì? Một cô gái có 3 điểm ấn tượng nào mà Trọng Hiếu thích? 3 điểm ấn tượng? Xinh, yêu con, yêu đời, lạc quan. Ok, xinh, yêu đời và lạc quan. Đó là mỗi bạn gái mà Trọng Hiếu thích. Rồi, tiếp tục luôn. Bạn thích nghe nhạc của ca sĩ, nhạc sĩ nào của Việt Nam? Bruno Mars.
Việt Nam, Việt Nam. Quý Phương. Một. Của nhạc sĩ nào? Một. Hai. Phương. Bạn đã từng tham gia phim nào ở Việt Nam? Một. Em là người của anh. Chính xác, em là bà nội của anh quý vị nha. Tên ca khúc Cứ Thế Bay có bao nhiêu chữ cái? Một. Cứ ba, hai, cứ thế bay ba. Ba. Bao nhiêu? Cứ thế bay ba. Yeah. Cái gì? Ba. Cứ ba là bao nhiêu chữ cái? Chữ cái là gì? Chữ cái là từng chữ á. A, B, C, D. Có bao nhiêu chữ cái nhưng mà là bao nhiêu từ? No word. À. Ok. Hiểu nhầm, tiếp tục. Hiểu nhầm, tiếp tục là cái tiếp tục cái này nè. Tiếp tục anh chân dây á. Thử thách của Trọng Hiếu đó chính là thoa son đều khắp bờ môi mỏng của mình, quyến rũ của mình, và sau đó nhai ngùm ngoàm hết một trái chuối và hát tặng một bài gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả. Thường thì Trọng Hiếu đi diễn có hay tự make up và tự thoa son cho mình không? Ê, hàng ngày là Hiếu dùng cái này chứ. Ai nghĩ ra cái trò này đấy? Ý kinh quá. Đó, mình cái thần thái như thế nào, quan trọng là thần thái này. Thì bờ môi thôi, bờ môi thôi. À, môi quyến rũ là môi sexy cơ nè. Cô bé giỏi hơn. Trời ơi, bậm đất chuyên nghiệp luôn nha. Chiều đều hai cái vành môi trên nó phải ra hình trái tim nữa. Ừ, chê được, chê nữa. Trái tim nha. Wow. Đấy, cái mai là Hiếu không nhìn thấy mình trông như nào thật sự. Hiếu muốn nhìn không? Không. Không, Hiếu không muốn nhìn. Quý vị ơi, quý vị thấy lần đầu tiên đây, anh ấy kêu là anh ấy chưa lúc nào cũng từng đánh son như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà các bạn thấy là son màu đỏ tươi đánh lên bờ môi dày căng mọng của anh ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản Cứ Thế Bay, hát live bờ môi quyến rũ và chuối. 2, 3. Người con cứ thế fly, tự nhiên kéo chi lại bang, chẳng mà bê với đúng trai. Chỉ nói chúa không vội vàng, bỏ trời xanh gió vũ cao. Nhưng con kéo vẫy tay chào. Oh. Con em sao trời kìa, nó không nhớ. Hôm nay hãy cho kêu như không được xanh. Ta sẽ mang đến chú trong lành à. I'm dancing the green roof. Bài vũ hợp ấy. Yeah. Yeah. Xuất sắc. Cảm ơn Cứ Thế Bay phiên bản Son, Chuối và Trọng Hiếu. Và kính thưa quý vị và thưa với Trọng Hiếu, là ngày hôm nay thì khoảng thời gian của chúng ta gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ có rất là nhiều điều thú vị với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Can Do World 2018 đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị nói với nhau lời chia tay. Vậy thì ngày hôm nay thì lời nói đầu tiên, cảm ơn Trọng Hiếu đã dành thời gian đến đây để ngồi trò chuyện với Quốc Bảo, để ngồi tương tác với tất cả quý vị khán giả, và cũng như là chịu chơi hết mình với những thử thách, những trò chơi rất là bá đạo và thú vị để mang đến trong ngày hôm nay. Còn Trọng Hiếu, cảm xúc của bạn ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm ơn Quốc Bảo, hôm nay làm Hiếu thành con bánh bèo. Nhưng mà Hiếu cảm thấy rất là vui. Và cảm ơn mọi người theo dõi Quốc Bảo và Trọng Hiếu trong chương trình Kang Young Awards 2018. Và mong là mình sẽ gặp lại và mong là mọi người sẽ vote cho Trọng Hiếu để Hiếu nhận được hat-trick và mình sẽ party cùng với nhau. Và bây giờ thì Quốc Bảo và Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại ở những tập sau của Kang Young Awards 2018. Goodbye.